Vâng, đến với trận thi đấu tiếp theo. Bên kia là Pho và Minoan, bên này là Hitty của Chip Boy và AC của Chim Sẻ. Bãi quả sầu. Bên kia là Pho và Minoan. Quân cũng chưa biết thế nào đâu, vì con Hitty trong cái map live nó ám ảnh tôi đến tận cuối đời. Vâng, nghe nói thông tin báo về là Phonesian chậm rất nhiều dần nha. Phonesian chậm rất nhiều dần. Vâng, Pho chậm dần như vậy thì cửa đánh là vẫn còn nguyên nha. Anh em cố lên. Vâng, bài Acidian. Sẽ đánh gì sẽ? Vâng, bài AC là ổn. Bài chip boy đường em ơi. Vâng, bài chip boy đang bảo thiếu một con voi. Như vậy là có hiêu, có voi và có quả phụ. Như vậy là màu 4 BB lại đi ăn tranh ư? 4 là Minoan. Nó sao nhiều map BB đi ăn tranh kinh vậy? Như vậy là Chim Sẻ sẽ gặp Phonesian của Hưng Nhộn. Lúc này các bạn đang xem trên Livestream Facebook. Nếu các bạn đang Livestream trên YouTube thì hãy subscribe cũng như like những video để up lên bởi tài khoản Việt Nam Game TV. Và rất cảm ơn các bạn với một kèo free như này. Được xem kèo đỉnh cao free. Và việc rất nhẹ nhàng thôi, một vài click chuột để subscribe. Phonesian chậm dân nhưng đánh chỉ 23 dân thôi. Cùng chờ đợi Sẻ trận này nào. Chim Sẻ 25 chém chăng? Vâng, như vậy Chim Sẻ được sớm nhất, sau đó đến Pho. Chậm
rất nhiều dân. Và như vậy là 10 phút 45 tới từ game thủ chim sẻ. Ta sẽ đánh chém thì đánh cái gì? Dân ông bịp tôi. Chọc chéo BB cũng ổn. Chỉ một L thôi và chuyển cung R luôn dành cho game thủ chim sẻ. Có ngựa giò tới từ đối phương. Chưa dò ra được dân của sẻ. Đây là con T. Sẻ xúc luôn. Tiếp tục là dân của game thủ BB. Ngày hôm nay thì rất nhiều những con T nằm xuống và đánh thẳng A dành cho Minoan. Đánh thẳng A ư? Cơn thật. Vâng, hơi liều tới từ BB. Đây là nhà phô. Nhà phô ba voi về, chẳng qua là bãi quả đầu xấu bị chậm dần thôi. Chứ bãi phô là cũng đẹp đấy. Xẻ có một cái hốc. Phô đã lên đời ba xong. Lạc đà, như vậy là 2L. Giò đang khá thốn. Quá thốn đi con giò công giáp. Sẻ đang cố gắng. Rất may đã thủ được tơn ruộng kín này. Ăn được giò đối phương rồi té thôi. Đừng để bị phát hiện dần. Bà đang đi chân lực vào nhà Hitty. Sẻ có chém được cái gì đâu. Còn đây là chiếc boy tham này 32. Lạc đà ba sóc đều hai nhà lời nhá. Cung A một áo ở sát mép tường lên hướng 12 giờ. Cung A hai áo luôn. Và lạc đà phô về chém thủ. Bắt dần lạc đà của Phunesian đi. Nếu cung A đẩy luôn là cũng khá khoai nhỉ. Khi mà lạc đà đảo như thế này thì Hitty không thể đỡ nổi. Đang tách quân thành hai đạo dành cho game thủ Hello Chip Boy. Rỉa dần những con lạc đà khi đây là cung tuyển Hitty. Chưa thấy bi đẩy luôn. Nếu bi đẩy thì tôi nghĩ thế là khoai cho Chip Boy. Nếu bi đẩy mà sẻ không sang là Chip Boy nằm. Đúng là đẩy luôn này. Tôi biết tính của BB. Tôi biết tính của BB. Bắt 4 con lạc đà này. Rồi tính tiếp. BB đang kéo quân về thì phải. Không thấy quân của BB đâu. Có lẽ sẻ đang gây áp lực bên phía nhà BB. Đúng là như vậy. Đang kéo về. Dình dình một tơn để mà chém. Lên nào. Chị boy đâu? Còn hai ba con thôi. Còn chị boy thả lại 37. Tơn mà BB lại kéo về thủ. Tham lai 41 thôi, không phải tham lai quá to. Chúng nó đây là sẻ. Không ăn được dân nhồi, dân nhồi vẫn thấy sóc đều lờ. Tham lai 37 trên 40 phẩy e. Ăn bãi vàng tới từ game thủ BB. Vậy tiếp e trong. Hưng nhồi về bắt hộ. Oh.
đây là chị Boy. Anh lừa lừa một tên để đổi nhà với đối phương. Dí vào cả game thủ chim sẻ và game thủ Hello Chip Boy. BB có về cứu không? Chim sẻ phải vào ăn thật nhiều dân của Minh Hoàn. Phá nhà em mà cố ăn dân sau ấy té. Câu này hay nhỉ, nhưng mà vẫn bị lỗ rất nhiều quần. Bị lỗ nhiều quần. Cũng ăn được khoanh ruộng ấm tới từ game thủ BB. Chị Boy tờ nó có đi bắn ảo luôn nhà của Phunesian không? 41/68. Màn hình máy của game thủ Chip Boy. Xe. Xe phải bắn ảo tên hưng nhổn đi em ơi. Một tên bắn ảo đi. Hưng nhổn đã không có ăn vàng nữa. Bung ra ngoài để có thể hoang hóa nhiều hơn. Tham xẻ là 41. Chip Boy tham lại 46. Bắt lạc đà của Hưng nhổn trước. Thích thì giạt nhà cũng được. Giữ lấy dân. Vẫn cứ phải rèn giữ chơi tuần này. Nếu không có xẻ sàng là khó đỡ. Sang đây, sang nhà chính trẻ của Chip Boy. Đứng lên dốc. Cũng là một tên không có ruộng để có thể sóc quần của game thủ Chip Boy. Giống như cái cách của BB vừa bị mất một tên ruộng. Vẫn ở đầu bên này, từ từ. Từ từ. Xuống dưới dốc rồi kìa. Như vậy là sẽ quyết định lại đổi nhà tiếp tên nữa. Tham 42 của sẻ. Và tham lại có lẽ cũng 3x của game thủ Hello Chip Boy. Chip Boy phải giữ dân nhá. Chip Boy phải giữ dân nhá. Tiếp tục phải e để ăn dân của BB. Có BB cũng đang làm cái gì đó. Còn đây là tên ốp à của Chip Boy. Mang hết quân lên. Mang hết sạch quân lên. Và BB quyết rồi. Trận đánh quái của hai game thủ bên phía Team Game TV với liên tiếp những pha đổi nhà của mình. Tuyệt vời. Vâng, trận đánh đầy cảm xúc tới từ game thủ Chim Sẻ và game thủ Hello Chip Boy. Luôn luôn là bài sẵn sàng BB đẩy quân đi phát là đổi nhà của Minh Hoàn ngay. Khi mà Chim Sẻ còn chắc nhà, còn Chip Boy có thể giạt một đều trong xê đấu thứ 7.